Trẻ em là đối tượng chịu nhiều rủi ro do thiên tai gây ra. Để giảm thiểu rủi ro thiên tai đối với trẻ em, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục thực hiện chương trình ứng phó với các trường hợp khẩn cấp thông qua giáo trình trường học an toàn, cung cấp bộ dụng cụ phát triển trẻ thơ khẩn cấp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội sau thiên tai, khám sàng lọc, suy dinh dưỡng, cấp tính nặng, cung cấp vật tư về nước sạch, vệ sinh, phục vụ trẻ em. Bà Nguyễn Thị Thúy Ái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Giảm nhẹ rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy trẻ em làm trung tâm của tổ chức UNICEF tại Việt Nam, chia sẻ. Trẻ em chúng ta không thể nói với các bé là chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế khác, mà để cho các em tự cảm thấy mình sẽ phải làm gì. Và việc học kiến thức phải thông qua các chương trình giải trí, trò chơi. Trong khuôn khổ của dự án thì chúng tôi tiến hành các cái hoạt động ngoại khóa trong nhà trường bằng những trò chơi, bằng những cuộc thi. Trong cái chương trình chúng tôi thiết kế, chúng tôi không đưa ra những cái khái niệm mang tính trừu tượng, khó hiểu đối với trẻ em, mà chúng tôi đưa ra những cái hành động cụ thể. Ví dụ như là khi mà có bão thì em nên làm gì? Thống nhất cao với nhận định, thông tin phải đi trước một bước, phải nhanh hơn thiên tai, bão lũ và đến được với tất cả mọi người. Các tham luận tại hội thảo đã cùng chia sẻ các nội dung cần tập trung khai thác đối với lĩnh vực phòng chống thiên tai, cung cấp một số thông tin mới về định hướng chiến lược, giải pháp cũng như hệ thống văn bản pháp luật về phòng chống thiên tai mới được ban hành. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cơn bão số 4, bão Noru vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí đã khẳng định vai trò to lớn của mình trong việc kịp thời đưa tin dự báo, cảnh báo và khuyến cáo kỹ năng để bà con chủ động phòng tránh. Chính sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan báo chí đã góp phần vào sự hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó từ cấp trung ương đến địa phương, giảm thiểu thiệt hại do bão ở mức tối đa. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng ngừa, đã thông tin tuyên truyền đầy đủ về dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là chỉ đạo từ trung ương đến địa phương về việc ứng phó với thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, thường xuyên cập nhật phổ biến những thông tin mới để cảnh báo đến người dân. Về cái cơn bão số 4 vừa rồi, các cơ quan báo chí vào cuộc rất là tích cực. Trong vòng khoảng 10 ngày thì đã có khoảng 5.690 tin bài của 215 cơ quan báo chí. Đây là một cái số lượng rất là lớn. Theo ước tính bình quân trong vòng 20 năm trở lại đây, mỗi năm thiên tai gây thiệt hại về kinh tế từ 1% đến 1,5% GDP, khiến 329 người chết và mất tích. Trong đó, các đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ em bị ảnh hưởng và chịu tác động từ thiên tai chiếm 35%. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai khẳng định, trong mạng lưới thông tin về phòng chống thiên tai, các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương là lực lượng nòng cốt với mối quan hệ mật thiết với cơ quan phòng chống thiên tai các cấp, cùng đa dạng nội dung và hình thức truyền tải với nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh và các ứng dụng mạng xã hội trong truyền thông. 35% trẻ em bị rủi ro thiên tai hàng năm chính là một cái khung tổng kết xác định được cái rủi ro thiên tai mà trẻ em chính là cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Đảm bảo cho trẻ em tránh được cái rủi ro thiên tai, trước hết là phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đó là những đối tượng phải được chăm sóc, quan tâm đặc biệt khi mà các em còn đang nhỏ. Đối với các em đã có một cái nhận thức có thể chủ động được thì phải trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để phòng chống thiên tai. Để khi mà gặp cái thiên tai xảy ra thì chính các em phải là người sớm nhận biết, tránh được, ứng phó được khi mà thiên tai nó đến.